đây là đấy là cảm nhận của chị. Còn ví dụ như anh Độ thì anh Độ có thấy chị xinh đâu? Anh kém ngon rồi. Đây là đấy là cảm nhận của chị. Còn ví dụ như anh Độ thì anh Độ có thấy chị xinh đâu? Anh kém ngon rồi. Đây là đấy là cảm nhận của chị. Còn ví dụ như anh Độ thì anh Độ có thấy chị xinh đâu? Anh kém ngon rồi. Đây là đấy là cảm nhận của chị. Còn ví dụ như anh Độ thì anh Độ có thấy chị xinh đâu? Anh kém ngon rồi. Đây là đấy là cảm nhận của chị. Còn ví dụ như anh Độ thì anh Độ có thấy chị xinh đâu? Anh kém ngon rồi. Đây là đấy là cảm nhận của chị. Còn ví dụ như anh Độ thì anh Độ có thấy chị xinh đâu? Anh kém ngon rồi. Đấy là cảm nhận của chị. Còn ví dụ như anh Độ thì anh Độ có thấy chị xinh đâu? Anh kém ngon rồi. Còn ví dụ như anh Độ thì anh Độ có thấy chị xinh đâu? Anh kém ngon rồi. Đây là đấy là cảm nhận của chị. Còn ví dụ như anh Độ thì anh Độ có thấy chị xinh đâu? Anh kém ngon rồi. Đây là đấy là cảm nhận của chị. Còn ví dụ như anh Độ thì anh Độ có thấy chị xinh đâu? Anh kém ngon rồi. Đây là đấy là cảm nhận của chị. Còn ví dụ như anh Độ thì anh Độ có thấy chị xinh đâu? Anh kém ngon rồi. Đây là đấy là cảm nhận của chị. Còn ví dụ như anh Độ thì anh Độ có thấy chị xinh đâu? Anh kém ngon rồi.